Nước được xử lý qua máy lọc RO Nonan giữ được vị ngọt tinh khiết tự nhiên, uống trực tiếp mà không cần đun sôi. Máy lọc nước Nonan nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, phù hợp với mọi gia đình. Máy lọc nước RO Nonan chinh phục cả những người khó tính nhất. Máy mài dao kéo gia đình Nonan hân hạnh là nhà tài trợ chính chương trình này. Kẹo Việt. Nha khoa DDS thành công từ những nụ cười. Chó cứ tưởng là chim nhồi ba ba tốn phí thì tôi về. Ông bà mình có câu là một điếu thuốc lào hơn bao thuốc lá đấy thầy ạ. Hồng tuyết tuyết mày lại hư rồi. Đây. Cái lỗ mà để ra 5 con cho con đấy. Thế còn một cái thì mày ăn luôn đi. Bố anh bận, mẹ anh ốm, quê anh đang vào mùa ốm. Đây, mấy đứa em nhà anh nó phải chăn cả một đàn nhọn ốm. 4-5 con đang bị ốm, nàng anh họ lại vừa mở thêm một cái nọ ốm. Y tế xã nó bảo chiều mai mua mình đĩa. Cháu mấy chục năm nay lộ mía hết rồi. Xin nói nhá. Dạ. Xin nói nhá. Không có gì phải sợ nhá. Máy sửa dầu Nonan hân hạnh là nhà tài trợ chính chương trình này. Tôi đã nói dứt khoát rồi, cô đừng có năn nỉ nữa. Cô nói cái gì? Thôi tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô nữa, bởi vì tôi không thể nào chấp nhận được có một người vợ lăn lòn vô trách nhiệm với cô. Phần của cô lấy hết rồi, cô muốn cái gì nữa hả? Làm ơn để cha cô tôi yên đi. Bây giờ tôi nói cô điều cuối cùng nè, đơn ly dị tôi đã ký. Chiều nay khi đi làm về tôi muốn thấy chữ ký cô trên đơn ly dị. Chào cô. Ai đó? Ai? Có ai nhà không? Ôi,
Chào anh. Anh là... Tôi... là... ấy. Tôi ấy ở đây. À... chị là... tôi... chủ... à... xin lỗi không, tôi ấy ở kia. Hai đứa đang ấy. Anh là... bộ... anh là chủ nhà hả? Chị... không phải là chủ nhà hả? Không. Tôi chủ nhà đây. Mời chị vô ngồi. Đi. Sao chị vô nhà tôi có gì không? Dân á, chị nói với tôi. Nói gì vậy? Chị nói là nhờ tôi đến đây sửa giùm cái ổ khóa, tại vì có thằng nào nó bẻ khóa rồi. Tôi bẻ chứ ai. Thôi nha, anh đừng giỡn, anh phải chủ nhà không á? Chị phải chủ nhà không? Không, tôi là thợ sửa khóa, nhưng mà điều tôi đâu có thấy ông chủ nhà nào mà bẻ khóa đi leo vô vậy. Thôi vậy chị sửa khóa đi, tôi đi ký hợp đồng. Thôi. Hả? Không gặp anh thì thôi. Hả, có chủ nhà ở đây là phải ngồi đây coi có chuyện gì chứ, để lỡ có chuyện gì tôi còn ngoại phạm chứ không nội. Chị nói gì ngoại phạm? Anh không hiểu hả? Chị mới nói gì ngoại phạm? Anh là chủ nhà. Ừ. Nhà anh quá đẹp, tôi là thợ sửa khóa. Rủi mà mất mát cái gì. Ai mà có chuyện gì xảy ra thì tôi còn có cái bằng chứng ngoại phạm. Anh phải chồng chị Dân không? Chị bả là vợ tôi rồi, thì tôi phải là chồng bả chứ sao? Đâu, anh tả bà Dân cho tôi coi đúng không? Vợ anh đẹp không? Tôi vậy là vợ tôi phải đẹp mới xứng với tôi chứ. Ừ. Bây giờ anh chỉ cần nói cái vòng đo thôi là tôi biết liền à. Người mẫu sao vợ tôi vậy? 92 60 94 Tóc dài lắm. Tôi thích phụ nữ tóc dài. Đẹp, tóc vợ tôi dài qua gót chân luôn. Đi dấp té hoài. Bà thích ăn gì uống gì anh? Thì... để giữ cái dáng đó là phải ăn uống kiêng khem. Nói chung uống là tinh dầu hoa quả, còn ăn là dưa chuột kẻ mút. Rau rác đồ thôi. Uống tinh dầu hoa quả mà ăn là dưa leo kẹo mút. Đúng rồi. Trời ơi, ảo tưởng hay sao vậy? Dạ, chứ bà Dân là hả, không có giống cái gì mà anh tả hết trơn. Chị thấy chưa? Trời ơi, mối ruột của bà Dân đây. Số đo của bà, xin lỗi anh, là hình trụ nghe. Là sao? Là ba vòng bằng nhau á. Là trên xuống dưới. Dạ, tóc của bà như đau ban vậy đó. Như bệnh mới dậy luôn á. Giống chị không? Trời ơi, đó đúng rồi, sao anh hay vậy? Y chang luôn. Mà bà là uống whisky nha, mà ăn là ăn thịt cầy không á nha. Vậy hả? Anh có lộn vợ không vậy? Quên. Hồi nãy chị hỏi đó, cái tôi tả về bà, mà tôi tả về bà lúc bà chưa đẻ. Lúc mới cưới. Cưới xong đẻ cái uống whisky, ăn thịt cầy riết cái trụ luôn. Ông nội làm ơn điện thoại cho vợ ông giùm tôi cái. Số bà số mấy? Đây nè, hồi sáng á, chị điện cho tôi nè. Số mấy? 08 8 3 8 4 4 3 9 5 0. Đưa tôi mượn điện thoại chị coi. Chị? Chị đưa điện thoại chị đây, mượn coi. Máy tôi hết tiền. Trời đất ơi. Điện thoại chị đang anh ơi. Ra nghe điện thoại của tôi đi. Ôi nhà anh, tôi nghe cái gì? Chị ra nghe giùm tôi đi. Thôi mà, tôi anh đang nói chuyện vợ tôi mà. Ôi, tôi biết nói gì trời. Chị ra nói đại gì đó cũng được. Trời ơi, ông này. Mà đừng nói tôi có nhà nha. Lộn số ông nội. Lộn số rồi chị ơi. Sao lộn được? Lộn số rồi. Sáng bà mới gọi cho tôi đây xong mà. Ừ, bà mới nói tôi lộn số mà. Đây, để tôi gọi cho. Điện thoại reo anh ơi. Ra nghe tôi luôn đi. Trời ơi, tôi kẹt nghe máy, sao anh này ngộ quá à. Alo. Chị Dân hả chị Dân? Chị Dân đi vắng rồi nha. Con nhỏ nào nói bà đi vắng rồi. Đi rồi hả? Chết cha rồi, thấy không? Vậy thôi chứ sao không vợ? Vậy thôi vợ, anh đưa tiền trước đi cho chắc ăn. Tôi sửa xong tôi đi về luôn. Tiền nữa hả? Nhiêu? 150. Sao mắc vậy? Giờ giá chung nó vậy. Khóa nhà anh khóa xịn không?
Nhiều. 150. Không biết có tiền lẻ không? 100 đô. Giấy 100 đô không. À không. Chỉ có 50 lẻ không? 2 tỷ. Ừ, cảm ơn. Rồi, 150 phải không? Dạ. Dạ, ra làm đi chị. Rồi 50 của tôi đâu? 50 gì? 50 mới đưa cho anh đâu? Ủa gì sửa khóa nhiêu? 150. Thì đó, đưa chị 150 đó. Đúng rồi, này 150 tiền sửa khóa nè, còn 50 tôi đâu? Chị sửa khóa nhiêu? 150. Bây giờ chị đang cầm nhiêu tay? Bây giờ tôi đang cầm 150. Thì đó là đúng chưa, đủ chưa? Thì cái này đủ rồi, là cái tiền sửa khóa là đủ rồi. Nhưng mà cái tiền 50 tôi đưa cho anh đâu? Chị nói chị mắc cười quá à. Trời ơi, chị sửa khóa nhiêu? Tôi sửa khóa 150. Bây giờ chị đang cầm nhiêu trong tay? Tôi đang cầm 150 anh đưa tôi nè. Ừ thì chị còn muốn gì nữa? Nhưng mà tôi không có muốn gì, mà để tôi muốn hỏi là cái 50 mà tôi đưa anh đâu? Mệt quá thì chị không biết tính hả? Bây giờ tôi hỏi chị sửa khóa nhiêu? 150. Bây giờ chị đang cầm nhiêu trong tay? 150 nè. Mà chị còn muốn gì nữa? Tôi không nói tôi muốn, mà tôi chỉ muốn hỏi anh á là cái 50 tôi đưa anh đâu. Tôi hỏi chị là chị sửa khóa nhiêu? 150. Đúng không? Bây giờ ở đó là tờ giấy 100.000 với 50.000 là 150 đúng không? Đúng rồi. Chị còn suy nghĩ gì nữa? Không, tôi không có suy nghĩ. Tôi không suy nghĩ. Cái này đủ rồi nè. Ừ thì đủ rồi thôi. Này 150 tiền sửa khóa đủ rồi nè. Mà tôi chỉ muốn hỏi anh là cái 50 tôi đưa cho anh đâu. Giờ chị sửa khóa 150 đúng không? Đúng không? Bây giờ đi 150 đúng không? Đúng rồi. Chị còn muốn gì nữa? Trời ơi, tôi không có muốn. Tôi không có muốn, tôi chỉ muốn hỏi thôi. Hỏi tới nhị thôi mà, hỏi là cái 50 mà tôi đưa cho anh đâu. Thôi mệt quá, chị ra sửa đi, hỏi tôi đưa. Ừ vậy nha, sửa xong rồi phải đưa, tôi mới về đó nha. Ừ. Tôi mới về đó. Làm ăn sao đây? Trời, quá trời vậy hả? Dữ ha, lần đầu tiên tôi mới thấy người phụ nữ làm nghề sửa khóa nha. Đúng ra thợ sửa khóa người ta cần khéo tay đúng, chứ đâu cần phải đô con giảm dở cỡ chị đâu. Ông rảnh quá. Không, tôi nói thiệt á, đúng ra tướng chị làm nghề giống như là bốc vác mà, hay là giống như hồi xưa làm phu kéo xe đó, hợp hơn. Làm gì kệ tôi. Học nghề này ở đâu vậy? Trong tù. Hả? Dở tù rồi hả? 2 năm. Chị có bé nào chưa? 5. Hả? Mới 5 đứa à. 5 bé rồi hả? Ừ. Chồng chị đâu không lo để chị đi làm lụng này, thấy cực quá. Không biết nó ở đâu mà, không biết chồng nào mà. Tôi hiểu rồi. Như vậy là chị thụ tinh nhân tạo phải không? Người tạo ông nội. À là có người vô thụ đàng hoàng đó hả? Ừ. Mà ai thụ chị không nhớ hả? Đi nhiều quá. À là nhiều người thụ lắm mới ra 5 đứa đó. 5 đứa mà quá, chiều chồng đi đâu có biết chồng nào. Nói nào ngay nha. Bây giờ tôi gặp cha nào tôi cũng nghĩ cha đó là cha của con tôi hết á. Ui, gặp anh nhớ. Nhìn kỹ mặt tôi đi. Anh nhớ lại đi, anh có từng gặp tôi bao giờ chưa? Vậy chưa đâu bà nội. Chưa phải không? Không. Hả, mà anh là đã từng gặp tôi rồi là sửa khóa chùa luôn, không lấy tiền luôn. Thôi, đừng nói chuyện làm đi. Xong rồi. Hả? Xong rồi nè. Đừng nói tôi chỉ là đệ tử của Sơ Cốt Phiêu cho phim Diệt Ngục. Tôi không biết Sờ Cót Phiêu là ai, tôi chỉ biết Sờ Cót Xê. Bậy quá bà ơi, đừng nói chuyện mấy chuyện bậy bạ tôi. Xong rồi, 50. Khoan, bây giờ chị vô chị phụ tôi cái này nữa thì tôi trả tiền chị luôn. Vụ gì nữa? Chị vô đây, vô đây. Nhớ trả đó nha. Rồi, yên tâm. Hộp đựng chân không Nonan, bảo quản thực phẩm Hân Hạnh là nhà tài trợ chính chương trình này. Có cơm chị em ơi. À. Kìa anh. Hả? Để em khử độc bằng máy tạo ozone Nonan đã. Nghe này, Nonan có tính năng phân hủy thuốc trừ sâu, diệt chứng run sán và hóa chất bảo quản thực phẩm những lúc em vắng nhà. Anh nhớ khử độc bằng máy Nonan trước khi cho các con ăn. Với Nonan,